Ui da, này, thằng kia, sao lại nắm tóc của tớ? Ui da, cái thằng điên này, mày nghĩ là tớ bị hói đầu rồi, chết đi. Ui da, đúng là cái đội biến thái. Chúng ta đi thôi. Mà này, cái tên là gì thế? Ma sói kìa. Chạy mau lên các cậu ơi. Đứng lại, các ngươi có chạy đang chơi. Ôi da. Hả? Mau đứng dậy nào Sophia, khác sau đó kiểu cậu rồi đấy. Nào, hãy nắm tay ta đi. Cảm ơn nhé. Chúng ta đi tiếp nào. À! Ủa, Suyon, cầm mỏi chân hả? Sao không chạy tiếp đi? Không phải đâu, tự dưng cái áo của tớ vướng cái mép cửa sổ rồi, không tháo ra được, hai cậu hãy giúp tớ với. Ôi, hắn ta sao đâu kịp chúng ta rồi. Suyon, cậu đứng yên nhé. Xong rồi đó, cậu có thể đi chỉnh được rồi. Cảm ơn Bella nhé. Ôi, đường cục rồi. Cửa sổ ở đây cũng bị khóa luôn, chúng ta không còn đường nào để chạy nữa. Hả? Suyon, có chuyện gì thế? À, cứu tớ với, tớ bị con ma nào đó lôi vào nhà vệ sinh nè. Hả? Cậu hiểu lầm rồi, tớ đang cứu các cậu mà. Ủa, cậu là ai? Suyon, tớ đến rồi đây, là kẻ nào thế? Hả? Chết nè, đồ biến thái. Ha! Ui da, tớ từ đấy nào, các cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý gì đâu. Cậu ta có phải thành thật đấy, hai cậu bình tĩnh đã nào. Thật ra thì tớ đang rửa mặt ở đây thì nghe tiếng các cậu hét lên ở ngoài, có vẻ như là bị tên ma sói đuổi theo. Nên tớ mới kéo cậu vào đây để trốn đó. Hả? Là vậy hả? Cho tớ xin lỗi nhé, tớ không có ý đâu. Không có gì đâu. Các ngươi đâu rồi? Ôi không, các cậu ơi, hắn ta đang tiến về chúng ta kìa. Ôi không, đã hết đường rồi, chúng ta phải làm sao đây? Các cậu đừng có lo, tớ vừa phát hiện ra một cái đường đi ở phía cửa sổ. Các cậu hãy nhìn xem, chỉ cần bước ra khỏi đây, sau đó tập trung nhảy xa nhất có thể là sẽ đáp xuống một cái cây gần đó, rồi từ từ leo xuống. Vậy là các cậu đã an toàn rồi đó. Nào, các cậu hãy mau chạy lẹ đi, tớ sẽ ra ngoài đó là hướng tớ ma sói cho. Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé. Nào, đi thôi các cậu. Hey! Này, người đang tìm ta đấy à? À không, thật ra là ba đứa con gái. Mà thôi, người muốn đột mạng thay thế thì cũng được. Ta nghĩ kẻ bỏ mạng ở đây phải là người mới đúng. Hả? Gì thế này? Người chính là phù thủy hay sao? Lá bài đặc biệt, phù thủy, nhân vật này sở hữu hai lọ thuốc. Một lọ dùng để cứu người và lọ còn lại dùng để giết người. Phù thủy có quyền lựa chọn cứu người đó hoặc là không. Ngoài ra, phù thủy có thể dùng lọ thuốc độc để tiêu diệt người mà mình nghi là ma sói. Có thể sử dụng một lúc hai lọ thuốc, khi đó tác dụng thuốc sẽ mất. Một khi đã dùng bình thì phù thủy sẽ mất đi chức năng tương ứng. Ồ, thì ra cậu ấy là phù thủy à? Hàng gì cậu ta lại tự tin đến thế? Mình có thể đi được rồi. Ha! Hãy nhận lấy. À, chết ta rồi, không, ta đã bị lừa. Tuyết, hắn sắp bị bốc hơi rồi. Sau khi hắn chết, mình phải kiểm tra ba cô gái ở trường bên cạnh đã được an toàn chưa. Ngươi đã phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. Hả, tại sao hắn còn sống chứ? Ôi không, mình ném nhầm lọ thuốc hồi sinh vào người hắn rồi. Ta thật là không ngờ ngươi lại bất cẩn như vậy. Ngươi làm ta buồn cười quá đi. Sophia, cậu đang làm gì trên đó thế? Mau dậy xuống đi. Đợi tôi một tí nha. Ôi. Ha. Cái quái gì thế này? Đứa nào chặn đường ta vậy? Vừa kịp lúc. Hả? Cậu là bảo vệ ư? Lá bài đặc biệt, bảo vệ. Nhiệm vụ của bảo vệ là lựa một người để cứu. Bảo vệ có thể tự chọn cứu mình. Người được bảo vệ cứu nếu như bị ma sói cắn thì vẫn sẽ sống sót vào ngày sáng hôm sau. Nhưng bảo vệ không được cứu một người liên tiếp hai lượt chơi. Lưu ý, người được bảo vệ vẫn có thể chết do bị phù thủy đầu độc. Cậu tên là Ivan có phải không? Hãy chạy theo bọn tớ đi, đã có bảo vệ giữ chân hắn lại rồi. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, lúc nãy cậu đã cứu bọn tớ rồi thì tớ cũng nên giúp lại chứ. Ta sẽ không để cho bọn bay trốn một cách dễ dàng như vậy đâu. Ôi không, Sophia. Cho chuyện có thật nhiều chuyện.
Mình tức bản thân của mình thật. Tại sao mình lại không dùng lọ thuốc tiêu diệt hắn sớm hơn chứ? Mình đã làm cho liên lụy người khác rồi. Bạn cậu ấy sẽ không tha thứ cho mình đâu. Sao Sophia lâu thế nhỉ? Không biết là cậu ta có bị kẹt ở trên đó không nữa. Tao lo quá. Mong rằng là cậu ấy sẽ không bị sao. Tao sẽ phù hộ cho cậu ấy. À, là cậu đó hả? Cậu đã quay trở lại rồi. Mà Sophia đâu rồi? Tôi thành thật xin lỗi hai cậu. Không lẽ? Không, tôi không tin đâu. Sophia chỉ đi vệ sinh thôi. Tí nữa sẽ quay lại, có phải không? Là lỗi tại tớ. Tớ đã quá là chủ quan. Và cậu ấy đã... Sophia, Bella, cậu nín đi. Cậu đang làm tớ muốn khóc theo rồi đó. Tháng sau là có bữa tiệc liên hoan rồi, mà tớ không có đủ tiền để mua đồ đẹp. À, đúng rồi Sophia, chắc là cậu giàu lắm nhỉ? Cậu có thể cho tớ mượn vài trăm được không? Có gì tớ trả sau. Ơ Kisuyon, sao cậu lại xin tiền với mục đích cá nhân chứ? Kỳ lắm đó. Cho tớ xin lỗi nhé. Rất tiếc là tớ không có tiền đâu. Đúng là tớ là người Mỹ thật, nhưng không có nghĩa tớ giàu đâu. Mà ngược lại, nhà tớ rất nghèo. Các cậu ơi, từ từ nào, giáo viên ngoài lớp rồi kìa. Em kia, đứng dậy. Là em à? Chứ còn ai ở đây nữa? Hay là em đợi tôi nhắc đúng tên em? Sophia Ocean. Vâng ạ, em xin lỗi. Cô gọi em có chuyện gì ạ? Em đang hỏi lại tôi đấy à? Lẽ ra là em phải biết tình hình hiện giờ chứ. Tại sao em vẫn còn đi học thế? Có chuyện gì thế ạ? Em không hiểu. Bộ bọn em không nói gì sao? Được rồi, để tôi nói luôn nha. Đã 3 tháng trôi qua rồi, nhà em vẫn chưa chịu đóng tiền học nữa. Tôi đã gọi bao nhiêu lần rồi mà phụ huynh em cứ hẹn lên hẹn xuống, chả biết chừng nào mới đóng tiền nữa. Mà tôi có làm khó gì đâu, tôi đã cố gắng chờ nhưng mãi không thấy trả tiền. Nhà trường là trách mắng tôi đủ thứ vì tôi không đòi được tiền nữa đấy. Vậy tính sao? Em không biết chuyện này ạ. Sophia, chốt lại thì không đóng đủ tiền học là không được đi học em nhé. Đừng có để tôi bị liên lụy nữa nha. Vâng, em hiểu rồi ạ. Buồn cười quá đi, trường mình học phí rẻ như vậy mà bố mẹ của Sophia lại trả không nổi. Thôi bạn ơi, về nhà mà chơi đi, không có tiền mà đòi học chui à. Về chuyện này thì tới bên cô chủ nhiệm nha. Cô chắc là bị hiệu trưởng khiển trách dữ lắm. Tại cậu đấy Sophia, đừng làm ảnh hưởng đến cô nữa. Sophia à, nhà tớ giàu lắm nè, tớ sẽ kêu bố trả tiền học phí cho cậu, nhưng với điều kiện là cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Cuối cùng thì tớ đành phải chuyển sang trường rẻ hơn để học. Ở đó toàn là học sinh cá biệt thôi, vật chất thiếu thốn, chất lượng học kém. Tớ thật sự rất là ngán ngẩm. Nhưng biết sao được, kinh tế nhà tớ chỉ đến vậy thôi. Tớ không cản cho bố mẹ của tớ. Ngay cả cái đồ hóa trang tớ đang mặc cũng là tớ thuê của trường ở câu lạc bộ diễn kịch đấy. Ôi, tội cho cậu quá à. Xem ra tớ vẫn sướng hơn cậu đó. Xin lỗi, tớ không biết chuyện của cậu. I mean, khi bản thân chúng ta nghĩ rằng mình thật là khốn khổ, hoàn cảnh của mình thật là éo le, cảm thấy chán đời, thì hãy suy ngẫm lại. Trên đời này vẫn có người có một cuộc sống tệ hơn chúng ta rất là nhiều. Vì thế, hãy biết chấp nhận, tiếp tục sống, trân trọng bản thân, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Bella nó hay quá đi. Sophia, đừng có lo nhé, bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà. Ừ, cảm ơn mọi người nhiều nha. Hãy cùng nhau thử vận may với Jackie nào. Vòng quay may mắn với quay 1 trúng 10 cực đỉnh, cơ hội nhận lên đến 9999 kim cương. Mua ạc FIFA giá rẻ tại shopjackie.vn.
Hắn ta đã bất tỉnh rồi sao? Có vẻ như hắn ta yếu hơn mình tưởng tượng đây. Từ nãy đến giờ, ta chỉ thử trình độ của ngươi thôi. Không ngờ ngươi lại gãi ngứa một cách yếu ớt như vậy. Hãy nhìn vào mắt ta đi. À, mà cảm thấy trong mặt quá. Như vậy là mình đã bị chán nếu nhìn vào mắt của hắn. Thế thì mình chỉ cần nhìn chỗ khác là được. Tên ma cà rồng ấy ở khắp mọi nơi, mình không thể không nhìn vào mắt hắn được. Đau đầu quá, đây là ảo giác hay cái gì vậy? Đúng rồi, mình sẽ biến thành loài vật nào bị mù thì sẽ không nhìn thấy hắn nữa. Bù lại, mình sẽ có khứu giác và thính giác cực kỳ tốt. Đó chính là loài rắn, tuy có thể giác kém nhưng khứu giác cực kỳ nhạy và là loài săn mồi cực kỳ mạnh. Xem ra ngươi đã tìm cách để không nhìn vào mắt ta nhỉ? Thế thì ta sẽ đánh vào thính giác của ngươi vậy. Lỗ tai của mình. Mình đã gần hiểu được sức mạnh của hắn rồi. Hắn ta đánh vào giác quan của con người, hết mắt rồi tới lỗ tai. Không biết về sẽ là thứ gì nữa đây. Suy nghĩ nào, động não lên. Loài động vật nào vừa mù mà vừa bị điếc nữa? Mình không thể nào hình dung được. Ta sẽ không giết người ngay bây giờ đâu, mà là tra tấn người, khiến cho người chịu nỗi đau từng giây, từng phút, từng giờ. Sống không còn bằng chết. Người hát ồn quá đấy, để ta tăng tốc độ đàn lên nha. Hả? Lina, cô thấy trễ quá đấy. Đợi tôi gần xuống địa ngục rồi mới chỉ xuất hiện à. Raku, cho tôi xin lỗi nha. Tại hồi nãy là có phòng chiếu phim hay quá cho nên tôi ngồi coi luôn. Cứ may là tôi tới kịp. Vậy ra ngươi là bạn của cái tên muôn thú đấy à? Ta không biết sức mạnh của ngươi là gì, nhưng mà hóa giải được tà thuật thính giác của ta thì không phải là giọng vừa đâu. Thế ngươi có muốn đến một trận so tài cao thấp không? Cái tên đeo mặt nạ đầu lâu kia. Lina, hắn ta không ý như cô tưởng đâu, cho nên đừng có liều lĩnh. Cậu lại coi thương tôi rồi, bởi vì tôi chính là thủy thủ mặt trăng lạc vào xứ sở thần tiên đây. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, hiện tại đã lại 3 giờ sáng, đã hết giờ hoạt động, chúc các em ngủ ngon. Hả? Hả? Cái gì? Hết giờ rồi? Khoan đã nào, tôi cho kịp biến hình mà. Cô gặp may rồi đấy. Ngài Leviathan, tôi lại quay lại rồi đây. Hồi nãy á là tôi vừa tiêu diệt được 2 tên con người ngốc nghếch rồi đấy. Một tên là Pierre, tôi đã đánh lén hắn khi đang nấu ăn. Tên còn lại là Jacko, do nó nói nhiều quá đó. Sao cũng được, cô vừa làm việc phu nghĩ rồi đấy. Ta đi đây. Ngài sao thế ạ? Nhưng mà tại các ngươi mà ngài Leviathan phớt lờ ta đấy. Ta thề rằng là ngày mai các ngươi sẽ bị trừng trị. Hả? Tôi có làm gì đâu. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Tại sao cậu lại giết Pierre chứ? Kusu, cậu đây là cái gì vậy? Không phải, sư phụ Yaki hiểu lầm rồi, em không có làm gì cả. Thật ra hồi nãy là Pierre bị ma cà rồng ảo thuật gia tấn công đấy ạ. Ma cà rồng ảo thuật gia ư? Ôi không, Pierre tội nghiệp, tự dưng cậu lại nhận lời tham gia chi vậy rồi lại chết. Pierre chết rồi thì ngày mai ai sẽ nấu ăn cho chúng ta đây? Này, cậu đừng có nói như thế chứ. Quan trọng là mạng sống của cậu ấy, chứ không phải là thức ăn, hiểu chứ? Pierre, giờ thì trông chờ vào học sinh trường Olympic hồi sinh cho cậu thôi. Chứ tớ không biết phải làm sao cả. Yaki, Koso, Mr. Kairos vừa tạo cánh cổng để chúng ta trở về trường nuôi chim kìa. Hãy mau đi về nào. Ồ, thế hả? Được rồi, tớ đi liền. Pierre, bye nha. Hả? Hai sổ cho em với, em sợ ma lắm. Thank you.
Sáng nào cũng như thế, bực cá mình. Chào mọi người nha. À, chào sư phụ ạ. Ok, chào. Hả? Bèo lạ, cậu sao thế? Tôi thấy đôi mắt của cậu sưng húp lên luôn kìa. Đó là tại vì Sophia đã hy sinh rồi, cho nên Bèo lạ khóc từ tối qua đến giờ luôn đó. Thật ư? Ôi không, xin chia buồn cùng hai cậu nha. Pierre, kêu tới phần cơm như mọi khi đi. À, quên mất, cậu ấy chết rồi còn đâu. Có liền, còn đợi một tí nha. Ok. À, cái gì? Pierre, tao nhớ cậu chết vào tối qua rồi mà. Tớ tưởng cậu biết rồi chứ. Thank you.